Chào mừng em quay trở lại với Tech Room và mình là Sang Hí. Hôm nay thì như tiêu đề video mình đã để rất rõ ràng, mình sẽ mở hộp và trưng tay nhanh chiếc Pocophone X3 NFC. Từ cái việc tên hơi dài dòng và khó hiểu của tên sản phẩm này ra thì đó là một sản phẩm tầm trung, giá bán loanh quanh khoảng mức 6-7 triệu đồng mà mình nghĩ là một sự lựa chọn rất là tối ưu dành cho nhiều cái tác vụ sử dụng khác nhau dành cho anh em. Một trong những sự lựa chọn toàn diện nhất mà anh em có thể tìm được trong phân khúc giá này hiện giờ. Chúng ta cùng đi sâu hơn cụ thể về sản phẩm Pocophone X3 NFC này trong video ngày hôm nay ha. Chia sẻ với anh em một chút, mình là một người sử dụng điện thoại Xiaomi và Pocophone khá nhiều. Ngày trước thì mình dùng Pocophone F1, bây giờ thì dùng K20 Pro. Nên trải nghiệm của mình với cái dòng điện thoại này của Xiaomi mình nghĩ là cũng khá nhiều để mà có thể chia sẻ với anh em một chút về cái dòng sản phẩm này. Đầu tiên là với mức giá tốt của Pocophone thì người dùng sẽ nhận được một sản phẩm có những thông số phần cứng cực kỳ tuyệt vời trong phân khúc giá. Ví dụ như Pocophone X3 NFC thì chúng ta sẽ có con chip Qualcomm Snapdragon 732G. Đó là con chip không mới nhưng khả năng chơi game rất là ổn. Với phân khúc giá mình nghĩ hiện tại của sản phẩm này là một sự lựa chọn rất là tối ưu cho anh em cho việc chơi game. Nó sẽ tốt hơn một những chiếc máy khác chạy 720G. Đương nhiên là không bằng những máy sách tay chạy chip đầu 8 nhưng mà đôi là một sự lựa chọn chính hãng rất là ổn. Ngoài ra mình cũng thích cái giao diện của những chiếc máy Poco này hơn là những chiếc máy Xiaomi chạy MIUI. Dù sao thì nó cũng là nền là MIUI 12 thôi, nhưng mà với cái giao diện thuần Google và nó hoạt động mượt mà hơn, theo mình là mượt hơn so với MIUI truyền thống. Với những cái tinh chỉnh gọn gàng ở trong giao diện của Pocophone thì trải nghiệm sử dụng của mình là nó sẽ thích hơn so với MIUI. Chúng ta cũng có thể tải trực tiếp những gói icon pack về và add vào cái giao diện của Pocophone mà không cần phải sử dụng những cái theme bên ngoài nữa. Ngoài con chip ổn ra thì chúng ta cũng có 6GB RAM này và 64GB bộ nhớ trong cho phiên bản mặc định của sản phẩm này. Pin cũng là một điểm đáng nói trên sản phẩm này khi mà chúng ta có một viên pin dung lượng rất cao 5160mAh và sạc nhanh tới 33W, có thể sạc đòi tới 64% pin của sản phẩm chỉ trong 30 phút. Mạch trước của Pocophone X3 NFC cũng có một cái mạch trước tương đối thời thượng với màn hình đục lỗ. Bên trong camera selfie này là 20MP. Chúng ta thấy là cái camera selfie này có kích thước rất là nhỏ, đặt ở giữa giống máy Samsung. Tuy nhiên phần tấm nền màn hình của sản phẩm này là một điểm sao ta, có tốt có xấu. Điểm tốt là gì? Chúng ta có một tấm nền màn hình lớn 6.67 inch, độ phân giải Full HD Plus đủ dùng với độ nét vừa phải, độ sáng cũng ổn với khoảng 450 nit. Tuy không quá cao nhưng mà với một chiếc máy tầm trung như thế này là được rồi. Ngoài ra nữa, với một chiếc máy tầm trung thôi nhưng mà chúng ta đã có tần số quét lên tới 120Hz ở đây cho anh em có thể trải nghiệm được cái mức độ mượt mà tốt hơn trong từng thao tác vuốt chạm cảm ứng trên màn hình. Tuy nhiên điểm chưa được là gì? Nó nằm ở tấm nền màn hình. Đây vẫn là tấm nền LCD thay vì tấm nền AMOLED như một số chiếc điện thoại trong tầm giá. Do vậy nên là việc sử dụng LCD sẽ khiến cho chúng ta không có vân tay bên trong màn hình, đặt ở bên cạnh hông cũng được. Nhưng mà mình vẫn kỳ vọng việc là có vân tay bên trong màn hình sẽ trông hiện đại, xịn sò hơn. Nếu mình để ở màn hình có màu bình thường thì không sao, nhưng chúng ta chuyển sang một phần viền trắng thì chúng mình để ý rõ sẽ vẫn thấy có những phần lem trên màn hình trắng của sản phẩm này. Lem viền dưới, lem viền trên hay lem xung quanh cụm camera. Nãy giờ nói về phần bên trong của sản phẩm hơi nhiều, mình lật sang mặt sau xem ngoại hình thử ha. Với Pocophone X3 NFC thì chúng ta sẽ có một phần mặt sau với bố cục ba phần chia ra rõ ràng như thế này. Phần giữa thì sẽ có những đường sọc chéo. Mình thấy một điểm khá hay của Xiaomi trên sản phẩm này thì họ đặt logo Pocophone rất là to và có dạng hologram ở giữa. Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy hình xanh đỏ tím vàng chuyển sắc ở trong giữa phần chữ Pocophone này. Cụm camera của sản phẩm này theo mình được thiết kế khá là thú vị. Không chắc là mọi người thấy nó đẹp hay không nhưng mà riêng mình thì mình cảm thấy khá là dễ thương. Với hình dạng một phần hai của cái hình tròn, các trên các dưới. Bên trong chúng ta sẽ có 4 camera, trong đó cảm biến chính mình tin là nằm ở giữa. Không, chắc là nằm bên trên góc trên bên phải rồi. Cảm biến chính 64 chấm F1.9, mình không biết là 64 chấm này đến từ Sony hay là Samsung. Ba cảm biến còn lại thì là cảm biến góc siêu rộng 13 chấm, một cảm biến đo độ sâu và cảm biến macro, hình như là vậy. Cùng với đèn flash LED được đặt ở góc còn lại tạo được sự đối xứng. Tổng thể cảm giác cầm nắm của sản phẩm này là tương đối tốt bởi vì nó làm bằng nhựa. Dù là pin 5000 đi nữa thì vẫn khá là nhẹ nhàng, khoảng hơn 200g. Đối với đối tượng người dùng nam giới mình nghĩ là hoàn toàn phù hợp, thoải mái, không có gì phải căng thẳng cả. Còn đối với người dùng nữ thì mình nghĩ có thể sẽ đôi khi thấy nặng một chút, nhưng mà vẫn dùng được nha. Với những đường bo cong vuốt nhiều như thế này thì dùng thoải mái. Cuối cùng một vài điểm nhỏ khác mà mình cần lưu ý với các bạn khi mà trải nghiệm hay sử dụng sản phẩm này. Đầu tiên là máy sẽ có một khe sim, ở đây là khe sim Lite, tức là một sim một thẻ nhớ hoặc là hai sim không có thẻ nhớ nào. Trên đỉnh của sản phẩm thì chúng ta vẫn tìm thấy cái cổng hồng ngoại để chúng ta điều khiển được những thiết bị ngoại vi như một chiếc điều khiển từ xa rất là dễ dàng qua ứng dụng của Xiaomi. Hay là trên sản phẩm này về mặt loa ngoài chúng ta sẽ có loa kép, loa trên và loa dưới đều phát ra âm thanh khi chúng ta sử dụng media nha.
Một chút lưu ý về phần mềm mình muốn đưa đến các bạn là bởi vì đây là phiên bản quốc tế nên là những ứng dụng như là gọi điện, nhắn tin đều sẽ sử dụng mặc định của Google chứ không phải là Xiaomi. Do vậy ứng dụng gọi điện sẽ không có ghi âm cuộc gọi cho bạn nào quan tâm ha. Để máy đó, mình cho anh em xem hộp ha. Hộp của Bocophone này sẽ có màu vàng và đen, ốp lưng là được tặng kèm này. Bên trong sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, quên chọc sim. Bên dưới là đó là củ sạc của máy nha. Củ sạc theo thông tin mình thấy ở đây là hỗ trợ công nghệ Quick Charge 3 nhưng mà tới 33W lận. Cái cấu hình sạc sẽ là 11V và 3A tương đương 33W, cục sạc rất to. Lõi màu đỏ và cáp USB-C, lõi màu đỏ luôn. Không có tai nghe.